từ Bắt Sóng Mới xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm chương trình cho Arduino Nano 3.0 sử dụng chip LGT8F328P. Bước đầu tiên để làm được chương trình cho Arduino Nano 3.0, chúng ta sẽ phải cài đặt hardware LGT cho phần mềm Arduino IDE. Đây là đường link tải hardware. Đường link này mình sẽ để dưới video. Các bạn vào phần code, bấm download và giải nén. Sau khi giải nén thành công, chúng ta vào thư mục Laduno HSP Master, chọn hardware và copy thư mục LGT. Chúng ta tìm đến thư mục Arduino hardware và paste nó vào hardware, paste thư mục LGT. Sau khi đã copy thư mục LGT vào hardware của Arduino, chúng ta tiến hành mở phần mềm Arduino lên. Đầu tiên, ta sẽ kết nối Arduino Nano 3.0 với máy tính dùng sử dụng cáp nạp Micro USB. Sau khi kết nối thành công, ta chọn công cụ, chọn bot mạch Arduino AVR bot và chọn LGT8F328P LQFP32328 mini EVP. Đây là con chip được sử dụng trên Arduino Nano 3.0. Tiếp theo chúng ta chọn cổng COM 15 và người lập trình. Chúng ta sẽ tiến hành nạp chương trình cho Arduino Nano 3.0. Phần mềm đã báo nạp thành công chương trình. Vậy là hôm nay điện tử 360 đã hướng dẫn cho các bạn thành công cách nạp chương trình cho Arduino Nano 3.0 sử dụng chip LGT 8F328P. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.